Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Chị đó hả? Không có kiểm không? Rồi, các bạn mời chị xem nha. Bây giờ, wow, dịch đang xuống các bạn. Tính là xe này chở đông nha các bạn. Nó mới có một ngăn mà bao nhiêu đây trời. Ngàn mấy ngàn lên chú Năm? Ngàn mấy rồi. Ồ, ngàn mấy hả? Đổ trên nhà máy nữa ha. Chạy vô các bạn. Còn 3 ngăn nữa. Rồi tiếp tục xuống nha bạn, xuống cái này chắc giữ lại à, còn một số thì hình như nghe nó chuyển đi Thành Hưng hay gì đó các bạn. Thank you.
Rồi xuống con rồi đó. Wow, nó bay luôn trời. Xe nói chung anh ra ngã ba bánh nhất này nè, từ dài dài đường xuồng mà thấy xe dịch chạy ngang là ở ngoài thở vô là mày theo đổ xuống xe đó đó. Chú Năm này có ai vậy? Có chú Năm mua ai vậy? Này đâu
Dễ gì? Rồi xuống sông luôn. Rồi lên lại. Ê, nó lại vô lại kìa. Rồi vậy là xong rồi nha các bạn, bỏ đây chỉ 1.000 mấy thôi, còn 1.000 mấy thì chuyển đi đâu lên Thịnh Hưng nữa các bạn. Rồi,